Mình chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tìm Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đại lục hứng chịu thảm họa liên hoàn, lốc xoáy và mưa đá mới nhất gây kinh hoàng ở nhiều nơi tại Trung Quốc đã khiến 27 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Sáng ngày 18 tháng 7, theo tờ báo địa phương dẫn thông báo của Bộ Cứu nạn Thiên tai Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng trong vụ lốc xoáy và mưa đá tại tỉnh Giang Tô đã lên tới 27 người, ngoài ra khoảng 52 người bị thương, trong đó có 22 người bị thương rất nặng. Hệ thống điện và thông tin liên lạc đã bị cắt ở nhiều nơi. Cũng theo thông báo của Bộ Nội vụ Trung Quốc, nhiều nhà cửa bị sập đổ, xe cộ bị cuốn trôi, nhiều đường dây điện bị đứt và giao thông ách tắc khắp nơi. Nhiều hình ảnh cho thấy những người bị thương nằm la liệt cạnh những căn nhà đổ nát. Tân Hoa Xã cho biết, trận cuồng phong bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút ở thành phố Chiêm Thành, tỉnh Giang Tô. Lốc xoáy kèm mưa đá và sấm sét đã khiến nhiều người dân hoảng sợ. Thậm chí có người bị thốt lên rằng, tôi cứ ngỡ như ngày tận thế. Theo trang tin Reuters, miền Đông và miền Nam Trung Quốc vài tuần qua hứng chịu mưa lớn và bão, gây lụt lội diện rộng và thương vong đến hàng trăm người. Cụ thể, hồi đầu tuần, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 270 người chết và khoảng 52 người mất tích. Trong vài thập kỷ trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra khắp nơi trên thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau. Nó tàn phá và để lại hậu quả tổn thất hết sức nặng nề cho con người. Theo các chuyên gia cho biết, nguyên nhân gây ra thảm họa thiên tai chính là do sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và cực đoan. Vâng, nhắc đến thiên tai thảm họa thì không thể không nhắc đến Trung Quốc vì vị trí địa lý cũng như yếu tố con người muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên bằng cách xây hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ. Nhiều trận mưa lớn và kéo dài nhiều ngày gây ra trận lũ lụt hết sức nghiêm trọng và năm nay diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh và thành phố phía đông và miền trung của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến các con sông tại khu vực hạ lưu của đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu, cùng một số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng lũ. Trận lũ đã gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế cho người dân. Theo Reuters đưa tin, sáng nay một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 3 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn căng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, việc lũ lụt tại đất nước Trung Quốc đã không còn gì xa lạ với người dân Trung Quốc nói chung và 27 tỉnh thành ở các khu vực khác tại Trung Quốc nói riêng. Dòng nước lũ ngày một xối xả, dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô và nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn, thật hãi hùng, tàn phá và cuốn trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao để giữ an toàn, bởi với tình hình như hiện nay, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang có diễn biến phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu hộ tại khu vực xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên của họ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Theo đó, tại thị trấn Lưu Bá, nằm trên cạnh thị trấn Hán Trung cũng bị ảnh hưởng lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao và cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư và cuốn phăng mọi thứ trên vỉa hè và bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng. Hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo giới chức địa phương, dự tính tổng thiệt hại là không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt cũng được truyền hình địa phương đưa tin. Thời điểm hiện tại, nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sinh sống tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử đều đang hướng về con đập Tam Hiệp với tần suất cao kỷ lục của lượng mưa lũ trong mấy ngày qua từ các con sông đang đổ dồn về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao. Việc khiến con đập Tam Hiệp quá tải
và phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ lúc nào, là điều khiến cho người dân hoang mang bởi khi một lượng mưa lớn kéo dài và tập trung dồn về hồ chứa Tam Hiệp và việc vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống và phá vỡ kết cấu của con đập. Có nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này. Nhưng nếu chúng ta, khi một con đập khổng lồ với lượng rất lớn hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có cái đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ những người dân sinh sống tại khu vực dưới hạ lưu con đập Tam Hiệp. Trong suốt gần một tháng qua, các trận mưa lớn liên tục kéo dài gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa lũ năm nay. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng vì có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra. Do lượng mưa không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử, buộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã đã dự báo, tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm vào tối thứ Ba, ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác bị vỡ do bị dòng nước lũ liên tục diễn ra. Chính quyền tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền Trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ bị nứt. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao vượt mức tầm cửa sổ tầng 1 của các ngôi nhà ở các thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây trồng và hoa màu xung quanh khu vực. Tất cả công trình và hoa màu của người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề cho vụ thu hoạch sắp tới. Hôm qua, Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 4 đến tận bây giờ. Bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 3,8 triệu người dân từ 24 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân miền Trung, phía Đông và phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 92 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin. Vào sáng nay, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh trong khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Đầu năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão số 3 cũng đã xuất hiện, nó đã tàn phá các tỉnh, thành phố phía Đông của Trung Quốc, đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại và đây cũng là điều khiến cho Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy ngày qua và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào sáng ngày 17 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ do đê vỡ. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cụ khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại Quốc vụ viện vào hôm vừa qua để triển khai công tác kiểm soát hiệu lực cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Vừa
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.